Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện Thoại Vui TV. Và trong một tuần vừa qua thì rõ ràng là các bạn đã nghe khá là nhiều về Apple Intelligence rồi đúng không? Và chúng ta cũng đã có rất là nhiều những cái video nói về những cái tính năng, những điều mà nó làm được hay là chưa làm được ở thời điểm hiện tại rồi. Và video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cảm nhận của mình sau khoảng một tuần mình sử dụng iOS 18.1 phiên bản Developer Beta ở trên con iPhone 15 Pro của mình. Và để coi thử xem là liệu rằng những bạn mà đang dùng những cái con máy giống như mình 15 Pro hoặc là 15 Pro Max chẳng hạn, thì chúng ta có nên đánh đổi để mà lên cái phiên bản beta này và sở hữu Apple Intelligence hay không nhé. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Đầu tiên với cái phiên bản iOS 18.1 này, mình cập nhật vào thứ 6 tuần trước, ngay lúc mà Apple họ vừa tung ra bản iOS 18.1 luôn thì mình đã cập nhật lên. Và về cơ bản thì đây là một cái bản cập nhật nó tương đối là nhẹ nha các bạn. Nó rất là nhẹ luôn, chỉ khoảng 637MB thôi. Và các bạn hoàn toàn có thể cập nhật lên được trên những con iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max thừa sức dư dung lượng để mà chúng ta lên. Và sau khi lên xong và với những cái chiếc máy như mình đã chia sẻ, như máy của mình chẳng hạn, mình để vùng là Việt Nam, ngôn ngữ là tiếng Việt, thì ngay lập tức chúng ta sẽ có một cái pop up là Apple Intelligence hiện không sử dụng và không khả dụng tại quốc gia hoặc là vùng của các bạn. Thì bắt buộc mình sẽ phải đổi sang vùng là ở Mỹ và ngôn ngữ cũng là ngôn ngữ tiếng Anh luôn. Và sau khi đổi xong thì ngay lập tức mình dùng được Apple Intelligence. Nhưng cũng từ cái bước đổi này mà Apple Intelligence nó đã mất đi 50% công lực rồi các bạn ạ. Lý do tại sao? Điều đầu tiên nhé, tất cả mọi người ở thời điểm hiện tại, khi mà chúng ta nhắn tin với nhau, mình nhắn tin với bạn bè, gia đình, người thân, hoặc là mình nhận email từ đối tác đồng nghiệp chẳng hạn, thì đa phần chúng ta sẽ nhận những cái thông tin là bằng tiếng Việt, hoặc là cái tính năng mà ghi âm được cuộc gọi thì nó cũng chỉ nghe và nốt lại cho các bạn nếu như mà chúng ta nói chuyện bằng tiếng Anh hoặc là những cái ngôn ngữ khác mà được hỗ trợ ở trong cái phần cài đặt của Apple Intelligence. Và nếu như các bạn nói chuyện bằng tiếng Việt thông thường như mình đang review cho các bạn xem đây, thì rõ ràng là nó sẽ không thể nào nốt lại được và sẽ không thể nào tóm tắt được cái đoạn nội dung mà các bạn nói. Chính vì thế cho nên cái khác biệt về ngôn ngữ, mặc dù là với những cái câu lệnh, với việc là các bạn điều khiển Siri thì hoàn toàn các bạn có thể điều khiển bằng tiếng Anh, và với những cái thông tin mà chúng ta cần cái yếu tố truyền thống nó nhiều hơn chẳng hạn, ngôn ngữ giao tiếp hàng ngày bằng tiếng Việt, thì rõ ràng là Apple Intelligence chưa hỗ trợ về vấn đề này. Cho nên đây là cái lý do đầu tiên mà mình không khuyến khích các bạn lên cái phiên bản iOS 18.1 Developer Beta, tại vì chúng ta sẽ vướng những cái giới hạn như vậy. Rồi, và điều thứ hai mình muốn chia sẻ với các bạn là khi mà mình lên cái phiên bản này xong nhé, cực kỳ quan trọng luôn, đó chính là vấn đề về pin. Mình đã lên nó vào thứ 6 tuần trước và ở thời điểm hiện tại thì con iPhone 15 Pro của mình còn 90% và đã trải qua là 438 lần sạc rồi. Và chúng ta sẽ cùng coi lại thử xem là 10 ngày qua mình đã sử dụng cái chiếc máy của mình như thế nào nhé. Và ở đây các bạn có thể thấy vào ngày thứ 5 tuần trước, khi mà mình chưa cập nhật lên cái phiên bản iOS 18.1 Developer Beta, thì mình dùng được lanh quanh đâu đó khoảng 8 tiếng 44 phút và ở cái mức pin là khoảng 130%, có nghĩa là mình đã sạc 2 lần. Và quan trọng á là YouTube mình có để nó nghe nhạc, tối mình ngủ mình có mở nghe nhạc và nó trải dài trong khoảng là 4 tiếng 33 phút hoạt động ở dưới nền. Thì tổng thời gian mà mình sử dụng được là khoảng 8 tiếng 44 phút. Và khi mà mình cập nhật cái phiên bản iOS 18.1 Developer Beta thì những ngày đầu nha, nó vẫn còn khá là ổn, cho đến khi những ngày gần đây thì mình thấy cái mức pin của nó hơi bị thụt lùi một tí xíu. Ví dụ như ngày thứ tư các bạn có thể thấy mình dùng được chỉ có 6 giờ 35 phút on screen thôi, trong khi đó mình cũng phải sạc cái chiếc máy của mình lên 125%. Và các bạn đều có thể thấy nhé, rõ ràng là mình không có hoặc là mình để rất là ít cái phần chạy nền. Và tiếp theo là ngày thứ năm thì ở đây mình cũng sạc đâu đó khoảng là 135 cho đến 140% rồi. Và ở cái mức này mình chỉ sử dụng được là 6 giờ 46 phút tổng thời gian mà mình sử dụng thôi. Và tiếp tục đó chính là đến ngày thứ sáu, có nghĩa là vào ngày hôm qua, mình cũng đã sạc khoảng 125% và cái tổng thời gian mà mình sử dụng trên cái con iPhone 15 Pro của mình là 5 giờ 48 phút. Các bạn có thể thấy cái thời gian mà mình sử dụng nó đi xuống liên tục như thế và mình chưa biết là khi nào nó sẽ dừng lại. Khi mà mình nhìn vào những cái thông số như thế này á thì thật ra là mình cũng lo phết đấy. Nhưng mà chúng ta có thể lý giải cái vấn đề này như sau. Đây là cái phiên bản đầu tiên Apple họ hỗ trợ
Apple Intelligence ở trên iPhone, và đặc biệt là iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max. Cho nên với những cái phiên bản mà nó chứa những cái tính năng đặc biệt và lần đầu tiên xuất hiện ở trên iPhone, gần như bản nào cũng sẽ có cái mức pin nó cực kỳ là tệ luôn các bạn ạ. Mặc dù cái con iPhone của các bạn nó mới mua nó 95% cái mức pin chẳng hạn, hoặc là 97 hay thậm chí 100%, thì nó cũng sẽ tốn pin khá là nhiều với những cái phiên bản mà lần đầu tiên Apple họ đưa vào những cái tính năng cực kỳ mới, và thậm chí nó mới hoàn toàn luôn nha các bạn. Và các bạn có thể để ý thấy khi mà chúng ta gọi Siri á, thì ngay lập tức nó sẽ có nguyên một cái màn hình Guardian như thế này. Và thực sự với cái màn hình Guardian như thế này và so với một cái chấm ở bên dưới như lúc trước á, thì rõ ràng cái chấm nó tốn ít pin hơn đúng không? Tại vì nó sẽ phải đỡ hoạt động về những cái màu sắc ở trên màn hình của chiếc điện thoại của chúng ta. Cái tiếp theo đó chính là những cái tính năng khác, ví dụ như các bạn truy cập vào email chẳng hạn, thì luôn luôn Apple họ sẽ show cho chúng ta cái phiên bản tóm tắt ở trên email, và cũng như là các cái ứng dụng tin nhắn khác, ví dụ như là iMessage. Trên iMessage hoặc là trên tin nhắn thường cũng vậy, thì chúng ta cũng sẽ có một cái phiên bản tóm tắt như thế này. Nhưng như mình đã chia sẻ, với những cái thông tin bằng tiếng Việt hoặc là một cái ngôn ngữ nào đó khác mà Apple họ không hỗ trợ thì nó sẽ không có tổng hợp được cho các bạn đâu nha. Cho nên chúng ta cần phải lưu ý về vấn đề này. Và điều tiếp theo mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là khi mà những cái tính năng này mặc dù chúng ta không sử dụng, nhưng ở thời điểm hiện tại nó vẫn ready cho các bạn. Có nghĩa là khi nào các bạn cần gọi một phát là nó sẽ trồi lên ngay. Cho nên bắt buộc những cái phương án này, những cái tính năng này nó phải chạy ngầm ở trên cái chiếc iPhone của các bạn. Cho nên cái việc mà cái chiếc iPhone của các bạn nó hao pin nó không phải đến từ những cái ứng dụng bên ngoài các bạn cài vào rồi chúng ta sử dụng nhiều đâu. Những cái ngày gần đây mình khá là bận việc cho nên mình lướt TikTok nó tương đối là ít nha các bạn. Thông thường á mình mở lên nó toàn là 3-4 tiếng, thậm chí 5 tiếng mình lướt TikTok. Nhưng ở đây các bạn có thể thấy một tuần gần đây mình lướt chưa tới 2 tiếng TikTok luôn. Nhưng rõ ràng là cái pin của mình nó đã thấp đi rất là nhiều, và cái thời lượng pin của mình nó cũng không có được tốt như xưa nữa. Rồi còn về hiệu năng thì mình cũng đã đo bằng QuickBench 5 Pro, thì rõ ràng nó cũng không có quá là nhiều cái sự khác biệt đâu các bạn ạ. Thậm chí nó còn cao hơn một tí so với cái phiên bản iOS 18 Beta 4 nữa. Nhưng khi mà mình sử dụng nhá, ở đây Apple họ có cho chúng ta một cái tính năng đó chính là reply thông minh. Có nghĩa là các bạn sẽ được đề xuất một cái đoạn tin nhắn thông minh mà Apple họ tự viết ra. Thì điều đầu tiên mình đã chia sẻ với các bạn rồi, không hỗ trợ tiếng Việt cho nên bật lên cũng bằng không. Và khi mà cái phần chữ dự đoán này nè, mình typing ở trên màn hình đó một vài những cái đoạn tin nhắn mà mình cần bấm nhanh, nó lại cực kỳ là lâu, và bàn phím của mình có cảm giác là mình bấm chậm hơn trước rất là nhiều nha. Và khi mà các bạn tắt cái phần này đi, tắt cái phần dự đoán chữ đi, thì chúng ta vẫn có thể sử dụng được autofill, hoặc là các bạn vẫn có thể sử dụng được writing tool. Cho nên chúng ta có thể mạnh dạn tắt đi cái phần dự đoán chữ này cho cái bàn phím của chúng ta nó nhanh nhạy và nó nhanh hơn. Và một điều nữa mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là khi mà mình lướt web hoặc là mình đọc báo thì nó rất là hay gặp phải cái tình trạng là mình vuốt lên nhưng màn hình của mình thì giật cực kỳ luôn các bạn ạ. Và bắt đầu nó sẽ cuộn lên trên lại cho mình, nó về ngay cái trang đầu luôn và nó không cho mình vuốt xuống nữa, và bắt buộc cái lúc đó mình sẽ phải tắt cái này đi và sau đó bật lại. Cái trường hợp này nó cũng xảy ra ở trên những cái ứng dụng như là TikTok nè và Facebook, thì mình thấy ba cái ứng dụng này mình thường xuyên dùng cho nên là mình thấy ba cái ứng dụng này nó đang bị lỗi. Và mình chưa rõ là máy của các bạn nó có bị lỗi hay không, hay là thậm chí nhá, khi mà mình vào TikTok á thì đôi lúc cái trang TikTok của mình nó còn mất đi luôn cả cái hàng bên dưới cùng nữa các bạn ạ. Những cái hàng phím chức năng này bắt buộc mình phải tắt cái TikTok của mình đi và sau đó mình truy cập vào lại thì nó mới hiện lại. Thì đây là những cái lỗi còn tồn đọng ở trên iOS 18.1. Vậy thì chúng ta cùng tổng hợp lại một tí nhé, những cái điều mà iOS 18.1 đã làm được. Thứ nhất, chúng ta có một cái giao diện về Siri Apple Intelligence cực kỳ là bắt mắt và cực kỳ là nhiều tính năng mà mình đã chia sẻ cho các bạn, và nó sẽ rất là phù hợp với những cái ngôn ngữ mà Apple họ hỗ trợ. Và đương nhiên là chúng ta vẫn sẽ chưa có tiếng Việt, và như mình đã nói, khi mà không có tiếng Việt thì gần như chúng ta mất đi 50% cái công lực của Apple Intelligence rồi nha các bạn. Còn về những cái lỗi á, thì như mình đã chia sẻ, với những cái phiên bản mà Apple họ cung cấp vào đó, họ đưa vào đó rất là nhiều những cái tính năng mới mà lần đầu tiên Apple họ đưa lên iPhone, thì ngay lập tức
cái phiên bản đó pin cực kỳ là tệ. Các bạn có thể để ý với những cái cập nhật lần trước chẳng hạn, ví dụ như là thời iOS 7 nè, chúng ta đổi qua một cái giao diện khác, pin của thời đó cũng cực kỳ là tệ luôn. Sau đó chúng ta đến một cái thời kỳ là iOS 10, iOS 11 và cho đến tận là iOS 13, đổi cái giao diện, đổi một chút thôi, nhưng mà đổi rất là nhiều. Thì mỗi lần đổi như thế và ở mỗi cái phiên bản đầu như thế thì pin của nó đều rất là kém và thực sự nó không tốt một tí nào. Và nếu như những bạn nào mà chúng ta không có cái thói quen cầm cái cục sạc dự phòng hay là một cái bộ sạc đi theo thì mình nghĩ là chúng ta cũng không có nên cập nhật lên cái phiên bản này làm gì đâu. Và như mình đã chia sẻ với các bạn rồi, để mà tối ưu nhất thì vào khoảng cuối tháng 10 khi mà iPhone 16 series bán ra thì chúng ta sẽ có phiên bản iOS 18.1 phiên bản chính thức. Lúc đó các bạn lên, chúng ta vừa sở hữu được full tính năng ở trên Apple Intelligence và có thể là lúc đó chúng ta cũng sẽ sử dụng được tiếng Việt luôn đó các bạn. Nếu như đây là một cái chiếc máy mà các bạn sử dụng để có thể làm những cái công việc hàng ngày, liên lạc với bạn bè, đồng nghiệp, tất cả những cái công việc của chúng ta thì mình nghĩ là các bạn không nên lên. Còn nếu như mà các bạn máu quá rồi, muốn lên và trải nghiệm thử một tí thì chúng ta hoàn toàn có thể lên. Và nếu như các bạn cảm thấy nó khá là phiền, nó khá là hao pin và các bạn không muốn sử dụng nữa thì các bạn có thể vào trong này và chúng ta tắt cái phần Apple Intelligence đi. Và đi kèm vào đó thì các bạn cũng sẽ đổi cho mình cái phần ngôn ngữ và vùng về lại Việt Nam. Thì lúc đó chúng ta sẽ sử dụng Siri ở thế hệ cũ và các bạn vẫn có thể nói, các bạn vẫn có thể gọi Siri lên để hỏi một vài những cái vấn đề như lúc trước giờ mà chúng ta sử dụng thôi. Nhưng nó sẽ đỡ hao pin hơn khá là nhiều so với việc là các bạn bật Apple Intelligence và Siri lên. Ok, và đó là trải nghiệm cá nhân của mình về iOS 18.1 ở thời điểm hiện tại và với con iPhone 15 Pro của mình. Và mình không biết là những bạn khác chúng ta đã có cập nhật lên chưa thì hãy comment với mình ở phía bên dưới nha. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh Điện Thoại Vui TV để ủng hộ mình nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.